Cái gì? Cái chảo chiên cá. À, ủa, cá này là mình ăn sáng chiều hay sao? Dạ. Mấy con mà mình ăn sáng chiều? Dạ, rồi sáng em chiên tới 4 con lận lọc nãy về nó ăn. Rồi vợ chồng em ăn. Rồi. Có bốn con Lộc, cá mà ăn ăn con chiên. hả? Dạ, lọc ăn con. Con Thư. Anh Thư rồi sáng em nấu mì tới giờ chưa nó ăn cơm. Ờ, Em chưa có ăn là cơm. hai vợ chồng ăn có một con cá thôi. Dạ. Ôi trời ơi, hai vợ chồng còn hai con đó là chiều ăn tiếp Dạ, hai con cái chị. tấm màn thôi Dạ. đúng không? Dạ. Cái tấm mạng sáng ngủ chưa dắt lên gì hết trơn. Có anh thùng mì nè đúng không? Dạ, thùng mì. Gạo để đâu? Dạ, gạo em để trong đây. Em mới về sinh mẹ. À, mới về sinh mẹ gạo Mới hả? về sinh mẹ Trời, đã gả đi rồi còn về sinh gạo của mẹ nữa. gạo. Mai mốt chứ gả Dạ. xa xa ăn đi xíu. Có đứa em chứ gả xa xa chứ. Để Gái gần về gả sinh gần gạo. sinh gạo nhiều lần má hao. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với lại anh Hợp cũng như là mấy anh em đang có mặt tại huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh. Như cô bác quý anh chị đã, cũng đã biết đây là ngôi nhà của hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ trong một cái ngôi nhà mục nát như thế này. Trong một cái thời gian vừa qua nếu như mà không có cây dừa ở ngoài sau lưng thì ngôi nhà này chắc có lẽ là nó đã không tồn tại đến thời điểm bây giờ. Cũng được sự chung tay của quý Mạnh Thường Quân, Bùi Hồ cũng đã nhận được một phần sự hỗ trợ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cũng như là chị Annie, chị Annie ở Úc á cô bác của anh chị, nhờ anh Hợp xuống đây để khảo sát ngôi nhà để mà có cái phương án mình xây dựng cho nó phù hợp để cho gia đình có cái nơi ở ổn định và thứ hai là có một cái không gian cho các bé vui vào những ngày Tết á. Trung ơi em xích lại đây Trung. Anh Hợp ơi, ngôi nhà này thì anh thấy nếu như mà để sử dụng á thì còn khoảng bao nhiêu ngày nữa là nó tồn tại được, mấy khoảng mấy tháng nữa anh Hợp? Không chắc nên là nó mục quá ở rồi vậy mà hả? đấy là gió không biết muốn đổ giờ nào đổ à, tại vì nó nhờ cái dừa này thôi chứ nó ngã qua đây hết trơn mấy chục trăm à. Dạ như anh Hợp cũng đã khảo sát rồi sớm giờ rồi, dự định của em á là mình sẽ cắt một ngôi nhà 2 phòng và ngang 4 mét, dài khoảng 12, có luôn nhà 12, vệ sinh. 12, Dạ 13 mét, khoảng 12, 13 mét nếu mà hạng 3 nữa. Dạ, thì chắc có lẽ là các anh em sẽ cất cái phần ngôi nhà này rồi tiền chế rồi sau đó cứ ấy lên 3 tấc rồi dán gạch giống như nhà của Cô Chính. cô Chính hoặc là giống như nhà của anh Hậu. Tại vì anh Hợp anh nói nếu như mà ngôi nhà này á cất ngôi nhà tường á thì sẽ tốn chi phí rất nhiều. Không phải vậy, tại vì anh em ở đây khoảng chừng 20 bữa là nó nhảy lên tiền đâu chi phí phí bỏ thôi là khoảng mười mấy triệu, 10 triệu. Ăn uống luôn hả? Tại đây mình không có ở ấy này, ở đây mình theo nấu cơm ăn luôn đó, là không muốn nhà luôn đó. Ở đậu nhà của dòng họ ở xóm này chứ nếu mà muốn chỗ nghỉ nữa là tốn tiền nữa. Vậy thì thời gian sắp tới thì xuống đây thì chắc mình ở lán ngoài này luôn ở đây luôn. Ăn uống thì cũng nấu ở luôn, trong này tự nấu nấu. luôn. Cũng khoảng Bùi Hồ hôm nay với anh Hợp cùng các anh em xuống đây á để mà khảo sát ngôi nhà, nếu như mà được sự chung tay của quý Mạnh Quân á thì mình sẽ tiến hành khởi công trong cái tháng tháng 12 luôn. Nếu như mà cắt tiền chế thì nó khoảng bao nhiêu ngày? Chắc cũng khoảng 8 bữa trở lại. 8 ngày trở lại còn cắt tường hết. Khoảng 20 ngày có trên. 20 ngày. Mà tiền chi phí ăn uống này kia đội lên nữa. Đầu lên nữa với hai nữa giặt tiền mắc quá. Ừ. Mới hỏi thử là nấu cát không là có 400 mấy. Cát không mà 400 mấy, cát mà cát khó thiếu nha. Ở nhà cô Chính đâu, cô Chính là có 200 mấy đó. Dạ. 290 đó. Nếu mà xây nhà tường thì nó sẽ đội giá lên cao. Còn gạch gạch ở ngoài ngoài có 1.000 mốt không? Ở đây 1.400. Gạch tường thôi 1.400. Nó chênh lệch sẽ quá nhiều, tại vì cái đường chi phí xa người ta hay gì đó, nó chỉ nó hơi cao. Anh thấy ngôi nhà này đáng giúp đỡ không? Không đáng. Mạnh Quân không thể có giúp đỡ gì, giúp đỡ giùm hai chồng của em ấy. Hương, của Hương với lại anh Cọt của bác anh chị. Tại ngôi nhà này nếu như mà để thì bây giờ thì ở được ha, nhưng mà nó có nó không có mưa thành thử là ở được, nhưng mà đến khi mùa mưa là rất là nguy hiểm đúng không? Gió rất là nguy hiểm, tại nó siêu qua đây hết đâu 50% vậy nhà cái vụ. Tại vì ở trên là cái mái ở trên đó cô bác của anh chị, mái trên này là dừng bằng một cái tấm bạc để cho nó không không dột, còn ngôi nhà này không siêu qua đây là có một cái cây dừa nên anh thử là trước Tết thì cố gắng sẽ các anh em sẽ cố gắng để mà chung tay với nhau cho gia đình của
anh chị cũng như là hai bé nó có một cái nơi đón Tết đầm ấm cũng như tất cả mọi người ha. Rồi cảm ơn anh Hợp, anh Hợp có thể khảo sát để mà mình dự toán thì chắc có lẽ là mình sẽ bao nhiêu tiền thì em sẽ thông báo với quý mạnh thường quân ha. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều ha. Nãy giờ trước khi mà Bùi Hồ thực hiện đoạn clip này đó cô bác anh chị, thì anh Hợp anh cũng đi đo khảo sát cái ngôi nhà này rồi. Ngôi nhà này ngang khoảng 4 mét mấy, nhưng mà mình sẽ cắt thon gọn lại khoảng 4 mét, dài khoảng 12, có 2 phòng với lại một cái nhà vệ sinh với lại không gian bếp và có một cái hàng ba luôn ha. Khoảng 3m5 hàng ba. Dự định là sẽ nếu như mà đủ tiền của quý mạnh thường quân hỗ trợ cho ngôi nhà của chị á, cho nó khang trang tí xíu, nhưng mà nếu như mà được dư tiền á thì có thể cho anh với chị làm vốn. Tại vì bây giờ chị mấy ngày nay á hỏi mới biết là chị cũng thất nghiệp, tại vì bây giờ công ty không có việc làm nữa, chị ở nhà. Còn anh á thì bị vấn đề về chấn thương, về khi mà té giàn giáo á, và bây giờ bị chấn thương rất là nặng nên không có đi làm được. Và hiện nay hai vợ chồng còn rất là ít tiền. Và bây giờ mà cô bác với anh chị cùng tiếp tục vô trong với Bùi Hồ ha. Rồi cảm ơn anh. Đây nè cô bác với anh chị, một cái mái nhà như thế này đây, hai tấm bạc, và đây là những cái cây rất là tạm bợ luôn. Mà ngôi nhà này á thì mặc dù là một ngôi nhà cũ kỹ mục nát, nhưng mà những cái tình thương của các thành viên trong gia đình á làm cho mình cảm thấy nó ấm áp hơn tí xíu. Đây. Rồi chào gia đình của mình. Chào chị Hương, chào anh Cọt. Chào anh chị. Dạ, cho em đưa cái mic cái chị. Chú chào hai con nha. Chào bé Thư. Bé Thư nhớ chú không? Nhớ chú không? Bé chào bé Lộc nha. Mấy ngày nay là sao, mình nghỉ làm hay sao? Dạ hết hàng anh. À, nghỉ mấy ngày rồi? Dạ em nghỉ bữa thứ bảy. Nghỉ thứ bảy? Dạ. Thứ bảy bữa nay là? Bữa nay thứ hai. Thứ hai rồi. Nghỉ 3 ngày rồi. Dạ. Rồi công ty thông báo khi nào làm lại? Dạ nếu chừng nào có hàng thì chị cán bộ cũng như điện cho em, rồi em vô em làm. Ngày được nhiêu em quên mất tiêu rồi chị Hương. Dạ ngày em được 138 ngàn. Làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 6 giờ tới 8 giờ rưỡi. 6 giờ sáng đến 8 rưỡi tối hả? Dạ. Cái gì? Từ 6 giờ tới 8 giờ rưỡi tối. 6 giờ sáng đến 8 giờ rưỡi tối được 138 ngàn. Dạ. Ôi trời ơi. Với mai ăn sản phẩm. Ừ. Đây là làm 14 tiếng đồng hồ, 1 tiếng là chưa tròn 10 ngàn luôn. Nguyên ngày vậy đó, em được có 138 ngàn. Chết chưa điên còn. Cái vết thương của anh sao rồi? Mà anh cấp này lạnh nhất là... nhất hơn đúng không? À, có nhiều người hỏi sao anh còn không đi bán vé số để cho anh chị ở nhà chăm các bé, thì anh có thể chia sẻ cho cô bác anh chị biết được không? Bán đi đây đã bán nhiều mà đi phải đi xa, rồi nếu mà đi thì em không có xe, nếu em lấy xe đi thì giờ em đâu có xe đưa con em đi học. Ừ. Hay có một chiếc xe mà như vậy là em sáng đưa mấy đứa đi học, em mượn xe của người chú bên kia. Xe đạp hả? Em mượn chiếc xe Honda thôi. À. Rồi em đưa đi. Mà cấp này ổng đang xài lúa. Với thông tin với cô bác của anh chị, ở đây là người bán vé số nhiều hơn người mua. Dạ. Và dân rất là thưa luôn. Và đa số là đường vườn, đường ở trong vườn á. Dạ. Nữ là chạy đi cũng xa lắm mới bán được đúng không anh con? Dạ. Rồi mấy ngày nay gia đình mình ăn cơm gì? Còn dạ, nhiều tiền không? Dạ em còn được 190. Dạ. Thì hôm qua em về em rước con Lộc về ngoại chơi đó, rồi mẹ bà mua cá biển cho. Ừ. 190 ngàn. Dạ. Rồi mình sống được bao nhiêu ngày? Em xây sở ở nhà cho mấy đứa nhỏ đi học ngày cho 5 ngàn, còn nhỏ nhỏ thì không có tốn tiền. Ừ. Dạ. Vậy là ngày mình tốn được 5 ngàn. Ừ. Còn ăn đồ uống ăn sao? Thì ăn uống trong nhà có gì ăn đó. Ừ. Dạ. Em ví dụ như rau hoặc là canh rồi cho các bé thì cá thì như thế nào? Rau nấu canh thì anh đi vòng vòng anh hái. À. Dạ. Còn cá? Cá thịt đồ cho các bé hay sao? Cá không có. Không có. Dạ. À. Được con gì ăn không nắng. Ừ. Ôi trời ơi thương dữ ha. Mấy ngày nay dưới này có mưa không? Dạ có mưa hai đám. Thì sao? Mưa thì sao? Nó dột dữ không? Nó dọt qua chỗ em ngủ một chút rồi. Ừ. Dạ. Tại vì ở trên nó có tấm bạc che. Dạ, trên nó tấm bạc che cũng đỡ. Ừ. À, cô bác anh chị khen ghê là hai vợ chồng của anh chị á. Dạ. Mặc dù là không có tiền nhưng mà chăm các bé tròn trịa, dễ thương. Dạ. À, cho các bé ăn gì? Ví dụ sáng đi về, em... có gì ăn đó hay sao? Dạ, có gì ăn đó, là sáng em nấu mì cho nó ăn. Gì hả? Dạ.
sáng nằm đó chơi rồi nói ăn mì nghe mày nấu mì cho ăn rồi dạ em nấu ăn. Có bao giờ đòi ăn thịt cá gì không? Dạ không. Vậy hả? Lộc có bao giờ nói thỏ thẻ với chị là gia đình của mình á, dạ, là sao nghèo quá vậy không chị sao? Hoặc là gặp các bạn Lộc có về thỏ thẻ với chị chuyện gì không? Dạ không, nó không hỏi, nó không có nói với em. Vậy hả? Dạ. Không biết trong trường bạn có nói gì với nó không thì vậy nó không có nói. Sao nói con muốn khóc vậy Lộc? Vậy sao nhắc tới cái việc mà nói tới cái việc gia đình mình nghèo mà con rưng rưng nước mắt, con có thể cho mấy chú biết được cái cảm xúc của con được không Lộc? Nếu như cho con cái ước mơ thì con sẽ ước mơ như thế nào Lộc? Mơ gì nói với chú nghe. Sao con khóc? Bé Thư cũng rưng rưng nước mắt luôn nè. Bé anh hai con khóc, bé Thư cũng rưng rưng luôn. Chị có biết sao Lộc khóc không? Dạ không. Sao con khóc vậy Lộc? Nói chú nghe đi. Có gì nói. Xúc động. Nói chứ được. Ngàn lời nói không được hả? Rồi 190.000 rồi mình sẽ sống được mấy ngày? Dạ để cứ được hơn tuần á. Hơn tầng hả? Dạ. Ôi trời. Tại em ở nhà em đâu có mua cái gì đâu. Chỉ cho nó đi học thôi. Ờ. Dạ. Vậy là một ngày gia đình mình chi tiêu chỉ hơn 20 ngàn thôi cho 4 nhân khẩu hả chị? Chỉ em cho thằng Lộc có đi học thôi. Gia đình thì không có xài tiền. Dạ. Có gì ăn ở đó. Rồi điện nước thì sao? Điện nước tới tháng người ta mới lại thu. Ừ. Dạ. Nhưng mà mình xài ngày này đập đổi qua ngày kia thì điện nước là sao mình có tiền mình đóng? Tiết kiệm xài thì đóng phải gì ấy. Tối là ngủ sớm, tắt đèn hết. Chứ đâu có mấy đốt kia. Vậy mà tháng cũng 200-300 ngàn. Lộc tuổi thân hay sao á, hỏi tới là khóc à. Thấy con mình khóc chị đau lòng dữ không anh con? Dạ. Có bao giờ mình nằm đêm mình tự suy nghĩ vì cái tai nạn nó ập đến mà gia đình mình nó khổ như thế này, mình nằm mình tủi mình khóc không anh Lộc? Có. Anh còn nằm đêm khóc vậy. Dạ. Yeah. Hồi đó thì mỗi ngày anh lao động được nhiêu tiền? 200 mấy. 200 mấy. Dạ. Anh nghỉ lao động là bao lâu rồi? 2 năm mấy. 2 năm mấy này. Dạ. Là mình sống nhờ tiền của vợ mình đi làm thôi. Dạ. Là anh cứ ở nhà là lo hai con thôi. Vợ mình đi làm bao nhiêu tiền xoay sở trong nhà hết? Cái lâu lâu có mấy người múc dừa, cái xeo chĩa, đưa hai đứa này học thì tranh thủ về 4:30 là tan, 1:30 vô phải chạy, người ta cho ăn tiếng. Tiếng gì mình? Tiếng 20 ngàn. Dạ. Chĩa dừa là có nghĩa là lấy cây nhọn nhọn đâm trái dừa lên lái, lên chiếc xe đúng không? Dạ. Rồi chĩa lên bờ thôi, rồi gom đóng lại, chứ em đẩy xe rùa em đẩy không được. Cái căn bệnh của anh có đi bác sĩ khám không? Dạ có. Bác sĩ nói là sao? Nói không cho làm này. Làm tại em bị 2 lần. Lần thứ nhất là té giàn giáo. Dạ. Lần thứ hai cũng té giàn giáo. Cũng té giàn giáo luôn. Giàn giáo mà nó không lấy mà trúng cái tay. Cái chị đó kêu thôi chị nghỉ luôn đi, xuống mạnh vậy sao mạnh. Từ lúc mà anh bị tai nạn thì chị Hương là lao động chính ở trong nhà. Dạ. Chị Hương. Vậy là chị đi làm bao nhiêu năm rồi? Dạ, anh nghỉ hai năm em mấy đi anh? 2 năm mấy. Dạ. Ừ. Rồi sáng là chị nấu sớm dở cơm nè Hoàng. Dạ. Sáng em dậy dở cơm. Từ sáng sớm đó cho đến chiều tối, nhằm khi về đến nhà là con của mình đang ngủ dạ, hả chị? Dạ, nó ngủ anh.
Hủ rồi. Dạ. Trời ơi. Sáng em đi làm thì bé Lộc nó thức, còn bé Thư thì nó ngủ. Ngày hôm nay em đến đây đi với anh Hợp thợ hồ để mà khảo sát ngôi nhà của mình, để biết ngôi nhà của mình có thể, mạnh thường quân có thể chung tay nhau hỗ trợ để cho mình có được cái nơi che mưa che nắng. Thì cái cảm xúc của chị như thế nào? Dạ em vui. Dạ. Dạ. Lộc ơi, con muốn có được nhà mới không? Muốn như thế nào, muốn có nhà như thế nào đó, chú nghe với. Ừ? Con muốn cái ngôi nhà của mình như thế nào? Không biết nói gì luôn. Hình như là có vẻ như là sống ở đây quen rồi, ngại tiếp xúc với là người lạ đúng không chị? Dạ. Hà nữ là không có muốn nói lời nào á. Nói nhé. À, thôi mình đi vô trong đi. Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì cho em xem á. Em ăn cơm cá biển. Cá biển này. Dạ. Là cá biển này là sao? Biển này hôm qua anh về em rước Lộc mẹ cho. À mẹ cô chị ha. Dạ mẹ em. Ừ. Cái bàn của mình là bàn đựng muối đựng ngọt hả? Dạ. Là làm từ gì á? Cái miếng tủ á. À. Miếng cũ hả? Tủ bị mục á, rồi cái vinh ra bên mẹ, cái mẹ cho cái em làm. Ừ. Cái cây này là cái đồ mảng dao của mình đó hả? Dạ tại em lấy ở đây nè, trời mưa rồi khỏi chơi cái gối ga. Em dắt ở đó. Rồi ở đây là gì? Cái chảo chiên cá. À, ủa, cá này là mình ăn sáng chiều hay sao? Dạ. Mấy con mà mình ăn sáng chiều? Dạ, rồi sáng em chiên tới 4 con luôn, Lộc nãy về nó ăn. Rồi vợ chồng em ăn. Rồi. Có 4 Lộc, con cá. Lộc ăn con hả? Dạ, Lộc ăn con. Con Thư? Anh Thư rồi sáng em nấu mì, tới giờ chưa nó ăn cơm. À, chưa có ăn cơm. Là hai vợ chồng ăn có con cá thôi. Dạ. Ôi trời ơi, hai vợ chồng. Còn hai con đó là chiều ăn tiếp. Dạ, hai con chiều ăn tiếp. Dạ hả? Dạ. À Thư sáng ăn mì. Dạ, Thư sáng em nấu mì cho nó ăn tới. Đa số là các bé đâu được đi ăn sáng đúng không? Dạ không. Ở nhà nấu mì ăn thôi. Dạ, nhà nấu mì. Ờ, mì đó là ta cho mình hay mình mua? Dạ, mấy cô cho. Mấy cô ở trường hả? Mấy cô vòng vòng. À, cho thùng mì cho mình đó hả? Dạ. À, thôi đây, ở đây là... Ở đây là trong đó là Lộc ngủ. Lộc ngủ? Dạ. Chị với anh với lại bé Thư ngủ chung giờ? Dạ. Cái giường của mình ba người ngủ có khi nào nó gãy cái mộng không? Có đóng lại anh. À, nó yếu quá đúng không? Dạ, yếu có đóng lại. Ừ. Thì ở trên đó dừng rồi cô bác anh chị thấy không? Cái nhà mà nhìn từ sau đằng tới, nhìn ra tới thôi không dám nhìn luôn á, tại nó mục hết, mấy cái chân này nó mục hết đúng không chị? Dạ nó mục quá. Cái này nè cô bác anh chị thấy nè. Ồ, cái chân này nó mục hết à? Dạ, nó bị mục chân hết rồi. Mười mấy năm rồi đúng không chị? Dạ. Ừ. Không có cái tủ đồ luôn. Dạ không có tủ đồ. Ừ. Ờ, Bùi Hồ có nói trong lúc trước đi càng ngày nó càng khổ không biết sao. Thì ví dụ như Tết rồi sao? Tết rồi mình có tiền bạc gì mình đón Tết không? Em nấu kho miếng thịt rồi cúng trong nhà rồi thôi. Ừ. Đi ra sao cái gì? Nhưng mà đây được cái mát. Dạ. Sống chiến nè, cô bác của anh chị thấy không? Nó sụp bên đó nổi mà chị tràn tới đây luôn nè. Kinh khủng không? Đây là cái phơi. Nồi son chảo chị để ngoài này hết luôn hả chị Hồng? Dạ, em để ngoài này. Đi vệ sinh là phải đi ké mà. Chứ đâu có nhà vệ sinh đâu. Dạ, em đi nhà bên mẹ. À. Thôi. Cô bác anh chị thấy khổ dữ không? Không có cây dừa chắc ngôi nhà này bay luôn. Dạ nó sập lâu rồi. Có cây dừa cũng đỡ. Khi hay tin cắt nhà chắc... Thì em vui em mừng. Yeah. Có che nắng che mưa cho mấy nhỏ. Ừ. Em đi làm cũng yên tâm. Ừ. Mình làm như vậy hoài mà công ty nó nghỉ việc hoài, mình làm gì đâu phải cách đâu.
Dạ. Mình có dự định là mình kiếm nghề gì mình làm không? Em mà ở đây công ty này mà cả từng nay không kêu chắc em đi kiếm chỗ khác em làm. Dạ hả? Dạ. Chứ cho nghỉ chờ việc về hoài cũng không có tiền. Có lần nào gia đình mình cảm thấy bế tắc không chị? Dạ có, lúc ảnh bệnh đó là lúc đó bế tắc lắm. Bế tắc là lúc đó cuộc sống mình ra sao? Có chị mà chồng ảnh đi làm cho chồng chị á. Chị Quyên ở Trà Vinh. Dạ chị cũng giúp đỡ em lắm. Chị thương mấy đứa nhỏ này, về mua đi đồ ăn cho nó ăn hoài. Thôi vô trong đi chị ơi. Dạ. Cái cột này nó mục hết luôn nè. Dạ cái cột nó mục nó nghiêng qua mấy bên đây. Nó nghiêng qua cây dừa hết luôn. Nghiêng qua cây dừa hết luôn á. Dạ. Trời ơi. Lộc là mình con ngủ trong này hả? Cho chú coi chỗ ngủ con được không? Con đi với mẹ cho chú coi được. Sáng nó ngủ nó chưa cúng lần. Cái này là cái tấm màn thôi đúng không? Dạ. Cái tấm màn. Sáng ngủ chưa dắt lên gì hết trơn. Có thùng mì nè đúng không? Dạ thùng mì. Gạo để đâu? Dạ gạo em để trong đây. Em mới về sinh mẹ. À mới về sinh mẹ gạo hả? Mới về sinh mẹ gạo. Trời ơi đã gả đi rồi còn về sinh gạo của mẹ nữa. Dạ. Mai mốt chứ gả xa xa ăn đi xíu. Có đứa em chứ gả xa xa chứ. Gả gần xin gạo nhiều lần má hao. Cái mụn của bé cũng rách, bị rách đó chị. Dạ nó bị rách. Sáng ngủ không có cuốn lên. Cái chổng này là chổng cây. Dạ. Hồ cũng cụ kỳ quá rồi. Có nhiều cô bác của anh chị nói là cố gắng giúp đỡ gia đình này. Thì bùi hồ cũng không biết là như thế nào, tuy nhiên á hữu duyên hữu phần á của mọi người là mọi khác. Thì hiện nay bùi hồ cũng nhận được khoảng 1.600 đô từ quý mạnh quân rồi. Cũng mong cô bác anh chị cùng nhau chung tay để mà hỗ trợ cho gia đình bốn thành viên có thêm chỗ trú mưa trú nắng nó đúng nghĩa, và đặc biệt là có một cái tết nó đầm ấm hơn ha cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy trên đây nè, ôi trời ơi, thấy cái miếng bạc màu đen luôn á anh Tâm, thấy không? Rồi cái miếng bạc màu xanh nữa, có nghĩa là ở đây là nó tới ba cái tấm bạc chứ không phải là hai. Dạ, đúng không? Dạ. Một tấm bạc màu xanh và hai tấm bạc màu đen. Tấm bạc này sử dụng được bao lâu chị? Dạ mùa mưa là ăn tấm anh. Mưa là ăn tấm à? Dạ. Chắc ba mùa mưa nữa rồi dạ, chắc thì sao được sáu tấm nữa. Ôi trời ơi, tối học hành chỗ nào? Dạ nó học ở ngoài. Ngồi ở ngoài học dạ. À? Ngồi ở ngoài bàn ở ngoài. Học giỏi không? Dạ học cũng được. Dạ. Dạ. À, mấy chú đến đây á để coi cái nhà của con nó sập dữ chưa, rồi bây giờ có cô chú anh chị chung ông bà hỗ trợ cho con á với mẹ có nơi ổn định á thì con thấy vui không? Vui sao nói chú nghe coi. Ừ nói lại đi. Vui sao? Ừ vui theo nói lại đi. Thôi ra trước đi. Dạ. Bé Thư nó kêu mẹ mẹ hoài kìa. Nếu như mà được hỗ trợ ngôi nhà trước tết chắc mình vui lắm hả chị. Dạ. Ha. Cũng mừng. Xích vô con. Chị có muốn nói lời nào với lại tất cả cô chú quý mạnh thường quân không? Dạ có. Ừ. Dạ. Gửi lời tới cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ vợ chồng được cái nhà che nắng che mưa. Ừ. Xin cảm ơn. Muốn khóc luôn rồi. 190.000 đâu cho mượn quá. Dạ. Mở ra. Không tới 190 luôn hay sao? 190. Hả? 190 là sống được nhiêu ngày chị? Ngày có dạ, 5.000 hả? Dạ, tầng. Đó. Chơi con nè. Em bé có uống sữa gì không? Dạ có. Dạ hả? Dạ. Rồi sữa là sao? Sữa ngoại cho. Ai? Ngoại cho. Trời ơi. Hết xin gạo tới xin sữa. Dạ ngoại cho sữa. Ngoại gần đây không? Dạ gần ở Tân An á. Cách đây nhiêu cây? Dạ mấy cây quá. Rồi, chạy về bển xin sữa chứ xin gạo. Dạ. Mẹ biết vậy ngày xưa chắc gã xa hơn tí xíu nữa. Nói chơi cô bác của anh chị. Ngày hôm nay thì các anh em đến đây á
để chở anh Hợp xuống đây anh khảo sát ngôi nhà cũng như mặt bằng để có phương hướng, nếu như cô chú anh chị chung tay để hỗ trợ cho gia đình của hoàn cảnh của chị Hương với anh Gọt với các bé để mà có cái phương hướng để cắt nhà. Và ngày hôm nay trên đoạn đường đi xuống đây thì chị Luận, chị Ngộ với anh Luận ở Vĩnh Long á, Trà Vinh gửi cho mình 200, này là gửi trước nha, nghe chị nói vậy gửi 200. Cảm ơn. Là coi như là được 400 rồi. Dạ. Anh Luận. Anh Luận với chị Ngộ. Dạ, em cảm ơn anh Luận với chị Ngộ nhiều. Dạ, 400 là sống được nhiêu ngày rồi? Dạ, thêm tuần nữa là nửa tháng đúng không? Dạ. Là nửa tháng rồi. Chắc nửa tháng nếu được thì nửa tháng rồi các anh em của em cũng sẽ có mặt ở tại chỗ này rồi. Dạ. Ha. Dạ. Hôm nay thì tạm thời thì em thông báo cho mình hay tin như vậy. Còn vấn đề mà cất nhà như thế nào thì em sẽ thông báo sau. Dạ. Và các anh thợ sẽ tiến hành làm để cho mình có số tiền. Chủ yếu là tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa, với lại mình đón Tết cho nó đầm ấm tí xíu. Dạ. Ha. Dạ. Anh còn có muốn nói lời nào không? Cảm ơn mọi người. Vậy hả? Rồi bé Thư có muốn nói lời nào không? Cho con xin bịch sữa nữa hay gì? Hả? Xin uống sữa không? Con uống sữa không? Nghỉ uống sữa đi nha. Bé Lộc có muốn nói đôi lời nào không bé Lộc? Con nói cảm ơn đi con. Con nói cảm ơn đi. Họ cũng hiền, cũng khờ, cũng dễ thương lắm. Thôi thì một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, quý mạnh thương quân ha, quý nhà hảo tâm đã tiếp tục đồng hành với Bùi Hồ để mà có thể hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình của anh Cọt, chị Hương với lại hai bé. Ít ra thì có một nơi che mưa che nắng đúng nghĩa và có được một cái không khí Tết nó như tất cả mọi người ở trong một cái ngôi nhà nó khang trang hơn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Rồi chào gia đình mình ha. Chào bé Thư. Bé Thư mắc cỡ.